Phu nhân, ngươi lại là Ma Tông Tông Chủ. Đề Mạc Đại Tướng Quân chương 012 Tông Thông ra. Nghe trọn bộ tại metruyenaudio.com. Hỗn Nguyên Tông, Lăng Vân Phong, chương đèn đỏ, kết dây đỏ, thường có tiếng pháo nổ lên. Không trung phi thuyền mọc như rừng, từ dưới núi thông hướng đỉnh núi trên bậc thang tân khách nối liền không dứt, náo nhiệt phi phàm. Hôm nay là Lăng Vân Phong Phong Chủ trước trẻ mồ côi Giang Thiếu Lăng thành hôn thời gian. Lăng Vân Phong Phong Chủ trước Giang Thanh Nguyên từng là vị Nguyên Anh Trung Kỳ cường giả, thuở thiếu thời từng cùng Huyền Nguyệt Tông Phi Hạc Cung Cung Chủ Tô Tu Minh kết bạn. Cộng đồng du lịch bốn phương. Tại quay về Tông nhậm chức trước, hai người ước định. Song phương riêng phần mình thành ra sinh hạ dòng dõi về sau, nếu như là một nam một nữ, liền vui kết liền cành. Liền, Tô gia sinh hạ một nữ tử, mà Giang gia cách xa nhau một đoạn lúc ngày sau sinh hạ một nam tử. Chuyện may mắn là hai người nhà lúc tuổi còn trẻ mặc sức tưởng tượng thành sự thật, lẫn nhau trao đổi một viên ngọc bội làm tín vật đính ước về sau, hôn sự này xem như định ra. Mà không may, tại định ra hôn sự này sau cũng không lâu lắm, hai nhà này gia trưởng liền lần lượt qua đời. Tại tu tiên giới, nếu muốn sống tạm cũng không tính rất khó khăn, nhưng nếu muốn tranh đại đạo, sinh tử luân hồi chính là trạng thái bình thường. Tại song thân sau khi chết, bởi vì Giang Thiếu Lăng thảm liệt tu luyện thiên phú, bị tông môn dần dần xa lánh, mà đổi thành một bên Huyền Nguyệt Tông Tô ra trẻ mồ côi tình huống tựa hồ cũng cùng hắn không kém được bao nhiêu. Chỉ là kỳ quái là, đã cách nhiều năm về sau, tông môn giống như là đột nhiên nhớ lại hôn sự này. Mượn trên ba tông nên mọi người đồng tâm hiệp lực, đoàn kết nhất trí danh hào, dùng cái này lần thông ra làm mánh lới cùng tín hiệu, từ hai tông tông chủ tự mình chủ trì vụ hôn nhân này. Cũng triển khai đến tiếp sau hợp tác cùng có lợi hội nghị trao đổi. Cho nên lúc này phong bên trong răng đèn kết hoa vô cùng náo nhiệt bộ dáng, cùng hắn là vì chúc mừng cái này một đôi người mới, chẳng bằng nói là vì bày đủ tông môn phô trương. $$$$$$$$. Cùng thời khắc đó, Lăng Vân Phong bên trong, nào đó một gian hơi có vẻ cũ nát viện lạc bên trong. Một thân tân lang trang phục Giang Thiếu Lăng nhìn đứng ở viện lạc bên trong trấn giữ tông môn đệ tử cùng đỉnh núi lượn vòng lấy phi thuyền, ánh mắt bên trong không vui không buồn. Hắn cũng không phải là thế giới này người. Tại tăng ca quá cực khổ sau khi chết, xuyên qua đến cái này huyền huyễn thế giới. Từng tại 996 công tác thời điểm, nịnh nọt, a-dua nịnh hót người hắn cũng gặp nhiều, hiện tại nhìn xem bình thường thanh tịnh đến chó đều không để ý tới viện lạc nhất thời huyên náo lên. Hắn cũng là sẽ không cảm thấy ngạc nhiên. Tại hắn 8 tuổi linh căn khảo thí, chính thức bước vào tu hành lúc, hắn liền cảm giác tỉnh hệ thống. Mượn từ lấy hệ thống tiện lợi, tại không đến 20 năm thời gian bên trong, hắn cũng đã đứng hàng tu tiên giới đỉnh cấp chiến lược. Chỉ là thuở thiếu thời biến cố để Giang Thiếu Lăng không thể không cầu ở phát dục, ẩn giấu thực lực đồng thời phát triển thế lực. Đối ngoại, hắn song thân là tại lúc tu luyện tẩu hỏa nhập ma qua đời, nhưng Giang Thiếu Lăng lại là biết rõ bọn hắn là bị sát hại, mà hung thủ chân thân đến nay không rõ. Điểm này, trong tông môn cao tầng cũng là biết được. Có lẽ, bọn hắn biết đến sẽ càng nhiều. Đáng tiếc là, Giang Thiếu Lăng không có cơ hội tại không đánh cỏ động rắn tình huống dưới cậy mở miệng của bọn hắn. Tại thực lực sau khi tăng lên những năm gần đây bên trong, Giang Thiếu Lăng tìm hiểu nguồn gốc cũng bất quá chỉ là rình mò đến năm đó chân tướng một góc của băng sơn. Hắn chỉ biết rõ, phụ thân là biết rõ một chút cùng hắn thực lực không tướng xứng đôi tân bí. Mà cái này tân bí rất có thể liền giấu ở hắn phụ thân lưu cho hắn di sản ở trong. Từ tông môn đem khoản này di sản phóng tới tàng bảo các tầng cao nhất, bố trí tầng tầng cơ quan cũng từ chúng trưởng lão thay phiên trấn giữ điểm này liền không khó rình mò một hai. Mới đầu tông môn mượn từ hắn thực lực không tốt đến thay mặt đảm bảo, hiện tại. Bọn hắn đoán chừng là lại phát hiện đầu mối gì, chuẩn bị mượn lần này thông ra đến cái danh chính ngôn thuận lý do đem nó chiếm lấy rơi. Dù sao, danh môn chính phái, hư danh thế nhưng là trọng yếu đến đâu cực kỳ. Không đợi Giang Thiếu Lăng suy nghĩ quá lâu, một tên người mặc đạo bào màu trắng đệ tử liền đẩy cửa đi đến. Đã đến giờ, mang đi, trong ngôn ngữ, không có chút nào ăn mừng ý vị, chẳng bằng nói như là tại gọi đến lấy cái gì hạ nhân. Thái độ của hắn để Giang Thiếu Lăng hơi có chút khó chịu. Hắn không có vội vã khởi hành, ngược lại là dương mắt cười như không cười nhìn xem vị kia đến truyền lời nội môn đệ tử. Vị này vào cửa thái độ liền cực kỳ phách lối, nội môn đệ tử bị Giang Thiếu Lăng chằm chằm đến có chút run rẩy. Làm ý thức được điểm này về sau, hắn không khỏi có chút khó thở. Bất quá là một cái trung thân chỉ có thể dừng lại tại trúc cơ kỳ phế vật, hắn dựa vào cái gì dùng dạng này nhãn thần chính nhìn xem cái này có vô hạn quang minh tương lai nội môn đệ tử. Kia nhãn thần, giống như là nhìn bên đường A Miêu A Cẩu. Chỉ là một cái phế vật, hắn từ đâu tới dạng này lo lắng? Không phải liền là hắn xuất thân cao quý sao? Chẳng phải đã từng là cái thiếu gia sao? Trong lòng ghen ghét cùng khó thở đôn đốc hắn đối Giang Thiếu Lăng mở miệng mắng, làm sao còn không xử ở nơi đó bất động. Làm trễ nải canh giờ, trách nhiệm này ngươi giao nổi sao? Ngươi hẳn là còn đem mình làm Lăng Vân Phong đại thiếu gia a, thành hôn 3 ngày sau đó ngươi sẽ phải ly khai cái này linh tiêu giới. Không tranh thủ thời gian chân quý tông môn cho ngươi sau cùng thể diện, ngược lại tới bày lên giá đỡ tới. Người này giơ chân giận mắng bộ dáng cùng lời nói ở giữa lộ ra nồng hậu dày đặc phức cảm tự ti, ngược lại để Giang Thiếu Lăng lửa hết giận một chút. Chẳng bằng nói hiện tại, hắn thậm chí có chút muốn cười. Thử nghiệm nhẫn nại 2 giây về sau, hắn liền cười. Hắn giật giật khóe miệng, sau đó mở miệng, đối vị này không biết tính danh nội môn đệ tử nói, thế nào, tông môn phái ngươi tới làm cái này gọi đến, là bởi vì ngươi rất biết gọi, ngươi. Vị này đệ tử nhất thời nghẹn lời, sau đó giống như là bỗng nhiên kịp phản ứng thứ gì, nhấc tay chỉ Giang Thiếu Lăng phẫn nộ quát, ngươi đang mắng ta là chó, ai dò số chỗ ngồi ai biết rõ. Giang Thiếu Lăng phủi ống tay áo, lại đứng dậy sửa sang lại quần áo một chút trên nếp uốn, trong giọng nói tràn đầy tùy ý cùng đạm mạc. Giang Thiếu Lăng đạm mạc thần sắc hung hăng đau nhói tên này nội môn đệ tử, lập tức hắn cắn răng nghiến lợi tiếp tục nói, nhanh mồm nhanh miệng, tu hành vô năng phế vật cũng xứng cùng ta nói như vậy. Nội môn trọng địa không được chó sủa, ngươi, và URL bằng Windows. Location, Href, Windows. Puppy giới tác bằng Windows, Puppy giới tác, Windows, Puppy giới tác, Push, Zonet, 7254, X, BGSSP 7254, U, URL, khanh, một tiếng thanh thúy lợi kiếm ra khỏi vỏ tiếng vang. Ngay tại vị này đệ tử chuẩn bị động thủ muốn để Giang Thiếu Lăng trả giá một chút thời điểm, chỉ nghe hắn bỗng nhiên nghiêm nghị quát, làm sao còn không dẫn đường. Một tiếng này quát lớn ngược lại là để cái này nội môn đệ tử ngây ngẩn cả người. Sau đó liền nghe lấy Giang Thiếu Lăng tiếp tục đối với hắn khiển trách, làm trễ nải canh giờ, trách nhiệm này ngươi giao nổi sao? Ngươi chuẩn bị như thế nào cùng tông chủ cùng trưởng lão bàn giao? Lời này hảo quen thuộc. Rõ ràng chính là hắn vào cửa lúc đối Giang Thiếu Lăng quát lớn. Ngươi, rõ ràng là ngươi không phối hợp công việc của ta. Ngươi làm sao dám trả đũa? Giang Thiếu Lăng không để ý đến người này giảo biện, ấn ở bờ vai của hắn đem hắn từ phòng cửa ra vào rời, ở trong viện nhìn bốn phía một phen về sau, lại đối hắn hỏi. Dựa theo tập tục ta nên là cưỡi ngựa đi qua đi. Ngựa đây, vẫn là nói, muốn ta cưỡi ngươi đi. Lúc đầu chuẩn bị tiếp tục mắng thứ gì nội môn đệ tử, tại dương mắt nhìn thấy Giang Thiếu Lăng liếc mắt nhìn qua nhãn thần lúc toàn thân không được tự nhiên dùng mình một cái. Bất quá là cái trúc cơ kỳ phế vật, vì sao lại có như thế cảm giác áp bách mãnh liệt. Sau đó, cái này nội môn đệ tử liền bị ý nghĩ của mình cho kinh đến. Hắn là đang sợ cái này chết phế vật. Vội vàng đập khai Giang Thiếu Lăng đặt tại trên bả vai hắn tay, vừa hung ác chừng mắt liếc về sau, liền tiếp theo nói dọa nói, người cũng liền phách lối cái này mấy ngày. Về sau hắn liền cũng không quay đầu lại xông ra viện lạc, đi dắt hắn cố ý đặt ở xa xa con ngựa trắng kia. Vừa đi, vị này nội môn đệ tử một bên ở trong lòng mắng thầm đáng chết, các loại hắn bị đày đi ra linh tiêu giới. Tất yếu hắn trả giá đắt. Có lẽ là bởi vì lúc trước thất bại, ồn ào chó sủa đình chỉ. Được thanh tịnh Giang Thiếu Lăng cưỡi ngựa, đi theo đón dâu đội ngũ đi tới đỉnh phong hôn lễ hiện trường. Bên này tập tục cùng Lam Tinh cổ đại tương tự, chỉ bất quá bởi vì, phô trương, nguyên nhân, tỉnh lược rơi mất rất nhiều cùng tân lang tân nương song phương hỗ động. tăng thêm rất nhiều tông chủ cùng trưởng lão nhóm ra trận cùng phát biểu khâu. Giang Thiếu Lăng nghiêng người xuống ngựa, đứng ở một bên yên lặng đứng lặng, ngửa đầu nhìn về phía ngồi tại trên đài cao đám người. Nếu như không phải hắn còn có hệ thống ban bố nhiệm vụ đặc thù, nếu như không phải hắn sợ tự mình giết không sạch sẽ thả chạy mấy cái nguyên thần dễ dàng đánh cỏ động rán. Hắn là thật muốn cho những người này biết rõ một túi gạo đến cùng có thể khiêng lầu mấy a. Hít sâu một hơi, bình phục một cái cảm xúc về sau, Giang Thiếu Lăng cúi đầu che giấu hắn thần sắc trong mắt. Thẳng đến giữ chức ti lễ trưởng lão đứng tại trước sân khấu đối đám người tuyên bố, hồn lễ sắp khải, nghiêm túc lập, chư quân an tọa, mà đối đãi chính lễ. Ồn ào trên đài cao trong nháy mắt trở nên tĩnh lặng, tất cả mọi người buông xuống trong tay sự vật, ngồi nghiêm chỉnh, nhìn chăm chú phía trước. Cái này thế nhưng là từ trên ba tông bên trong hai đại tông chủ tự mình ra mặt tổ chức hôn lễ, các vị ở tại đây ai dám không cho cái mặt mũi đây. Đồng dạng, cúi đầu Giang Thiếu Lăng cũng vào lúc này ngẩng đầu lên. Là quý trưa năm, giáp thân nguyệt, nhâm dần ngày, theo tuổi chứng nhận, lấy nguyệt chi lệnh, tân lang tân nương, chính hôn khánh điển, giờ lành, hôm nay thành mời chư quân, tề tụ nơi đây, phẩm rượu ngon. Thưởng món ngon, chúc mừng hỗn nguyên, huyền nguyệt hai tông, vui kết liền cành. Hoa đường dị sắc, tân khách hai bên, cùng nhau thưởng thức loan phượng cùng gieo vang, vân màn mịt mờ, thiên địa làm chứng, cửu tiêu vân đãng, uyên ương bỉ rực, dùng lễ mời mới tế lên đài. Bị điểm tên Giang Thiếu Lăng chậm rãi đi đến trước, thuận bậc thang từng bước một hướng đứng hàng, cao đường, phía trên hai vị tông chủ trước mặt đi đến. Nói đến cái này thời điểm Giang Thiếu Lăng mới nhớ tới, tự mình đối với hắn kia sẽ phải cưới vào cửa tân nương giống như một chút ấn tượng đều không có. Lần trước gặp mặt vẫn là lần trước, nghe nói là tại hắn vừa ra đời thời điểm, nghe nói tân nương cùng hắn kém 300 tuổi. Nghe nói tân nương là cái thuốc bình. Nghe nói tân nương tu vi cùng hắn 8 lạng nửa cân. Phu nhân, ngươi lại là Ma Tông Tông Chủ. Đề Mạc Đại Tướng quân thiên trường địa cửu, duy ngươi tốt duyên. Nghe trọn bộ tại metruyenaudio.com. Tiếng nhạc vang lên, tại lại phiến chen trúc dưới, tân nương chậm rãi đi vào chính sảnh. Phù dâu nhóm nhân thủ một cái lớn lại phiến đưa nàng thân hình, khuôn mặt che chắn lấy cực kỳ chặt chẽ. Đội ngũ đứng vững, dừng lại ước chừng nửa phút sau, 6 thanh lại phiến liền tựa như khổng tước khai bình đồng dạng bị triển khai. Quay đầu, nhìn rõ ràng tân nương khuôn mặt các tân khách theo bản năng một tràng thốt lên. Cái gì gọi là vòng mập yến gầy, chim sa cá lặn a. Nhưng ngay sau đó, lúc trước hét lên kinh ngạc tân khách trên mặt đều không ngoại lệ đều lộ ra một tia tiếc hận, càng thậm chí hơn có ít người trên mặt còn nhiều ra có chút coi nhẹ cùng trào phúng. Đáng tiếc là con ma chết sớm, đúng vậy à, bất quá tân lang, vị kia phong chủ trước con trai độc nhất ở phương diện này cũng không kém à. Ha 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 ha, thật sự chính là tài tử, phối, giai nhân à. Các tân khách phản ứng cùng nghị luận bị Giang Thiếu Lăng thu hết vào mắt, nhưng bây giờ hắn chú ý điểm cũng không tại cái này bên trên. Hắn tại nhìn hắn vị này tân nương, Tô Tử Khanh. Hắn không có bỏ qua chính là, làm lại phiến rời lúc, nàng nhìn thấy tự mình trong nháy mắt, trên nét mặt mừng rỡ cùng chờ mong. Nàng giống như cùng tự mình không đồng dạng, ngược lại là đối vụ hôn nhân này vô cùng hài lòng. Dựa theo quá trình, Giang Thiếu Lăng đi đến tiến đến, một bên đóng vai làm thị nữ đệ tử bưng khay đi đến dưới đài. Đem một đầu hệ có quả cầu đỏ tơ hồng lụa hai đầu phân biệt đưa cho Giang Thiếu Lăng cùng Tô Tử Khanh. Đợi hai người cự ly rút ngắn, sắp quay người cùng nhau hướng phía trước đi thời điểm, Giang Thiếu Lăng phát hiện Tô Tử Khanh thần sắc lại có một chút biến hóa. Trên mặt mừng rỡ biến thành e lệ, ánh mắt bên trong chờ mong biến thành cổ vũ. Nàng mặt chính hướng phía, dùng sức nháy mắt, sau đó lại có chút nghiêng đầu hướng phía bên cạnh một đám tân khách quét tới, có chút giật ra khóe miệng có rất nhiều miễn cưỡng thành phần. Mà lại đem đầu quay tới lúc, nàng ánh mắt bên trong cũng nhiều một vòng áy náy. Tựa như là đang vì dưới đài thuộc về nàng kia một phần lời đàm tiếu mà cảm thấy thật có lỗi. Mặc dù không có qua giao lưu, nhưng Giang Thiếu Lăng có thể cảm giác được, nàng hẳn là một cái vô cùng khiêm tốn, tốt trung đụng người. Bởi vì, hôm nay chuyện này, rõ ràng chính là vì mình mà đến. Nhưng nàng vẫn còn tại bởi vì những này mà cảm thấy áy náy. Theo hắn hiểu, Tô gia biến cố cùng hắn phụ thân có kéo không ra quan hệ, không thể nói là thụ liên lụy, nhưng cũng miễn cưỡng được xưng tụng là liên đới. Bởi vì Giang Thanh Nguyên phát hiện đồ vật Tô Tu Minh hoặc nhiều hoặc ít cũng rõ ràng một điểm. Nhìn nàng bộ dáng, nên là không rõ ràng trong này chi tiết cùng hai tông ở giữa nhận không ra người hoạt động. Ai, nghĩ tới đây, Giang Thiếu Lăng liền không khỏi thở dài. Nàng cũng là số khổ người. Một đầu tơ hồng lụa, hai người dắt banh vải nhiều màu, Nguyệt lão định tam sinh, dắt tay đạp gấm vóc. Vừa lên một cái, một trước một sau, tại ti lễ chậm rãi đọc lời chào mừng thời điểm, Giang Thiếu Lăng đã nắm Tô Tử Khanh chậm rãi đi đến đài cao. Tại trước đài cao đứng vững, từ một bên chấp sự đem hai người trong tay lụa đỏ lấy đi, sau đó liền nghe lấy ti lễ tiếp tục tuyên bố, thủ bái thiên địa, cúi đầu ban thưởng lương duyên. Hai bái câu đối đám cưới nhân, ba bái kết đồng tâm, cùng bái cao đường, nghe được cái này bước thứ hai lúc, Giang Thiếu Lăng cùng Tô Tử Khanh thân thể hai người đều không tự giác dừng lại. Cao đường dĩ vãng bái đều là phụ mẫu, nhưng bởi vì hai người trong nhà đều không trưởng bối, mà lại lần này hôn lễ là từ tông môn một tay xử lý, cho nên tự nhiên là tông chủ đến ngồi cái này cao đường chi vị. Nếu như chỉ nói có muốn hay không bái, kia khẳng định là không muốn bái. Nhưng, cái này thuộc về cấp bậc lễ nghĩa, cũng thuộc về hôn lễ một bộ phận, bái là nhất định phải bái. Người tu tiên suy nghĩ đều rất nhanh nhẹn, tại cái này ngắn ngủi một nháy mắt Giang Thiếu Lăng trong đầu liền lóe lên rất nhiều ý nghĩ. Thôi, bái liền bái đi, hắn Giang Thiếu Lăng đời này chỉ bái mấy loại người. Phụ mẫu, ân nhân, người chết. Phía trên ngồi hai vị thuộc về một loại nào, kia tự nhiên là không cần nói cũng biết. Chết sớm chết muộn đều phải chết, thời gian đối với tu vi vẫn tại đột nhiên tăng mạnh người trẻ tuổi mà nói đều là thùng rỗng kêu to. Tỷ lễ tự nhiên là không có phát giác được Giang Thiếu Lăng cùng Tô Tử Khanh động tác biến hóa, hắn vẫn tại máy móc đọc chậm lấy hôn lễ điều lệ. Cúi đầu chi xuân ân, hai bái gửi ân tình, ba bái báo mặt trời mùa xuân, phu thê giao bái, cúi đầu kết liên lý, hai bái vĩnh đồng tâm, ba bái kính như tân. Ba bái chi lễ, kết thúc buổi lễ, đang nghe, kết thúc buổi lễ, trong nháy mắt, nghiêng mắt quan sát đến Tô Tử Khanh Giang Thiếu Lăng nhìn thấy nguyên bản cắn môi. Sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, trên mặt nàng trồi lên một cái sáng rỡ tiếu dung. Hướng phía trước đi tới nàng, đỉnh đầu cái châm cài đầu theo tứ chi đong đưa khẽ đung đưa, sáng sớm nắng ấm đánh vào trên mặt để nàng khuôn mặt tái nhợt nhiều một chút hồng nhuận cùng quang trạch. Hẹp dài đôi mắt bên trong lóe ra vui mừng, khóe miệng cao cao bốc lên, rủ xuống đặt ở hai bên tay nhẹ nhàng vê ở váy. Bộ dáng này, sơ giống như uống thuần lao, lại như ngủ đông người Tô. Cung thỉnh người mới chính bản thân, nhập tọa, dựa theo linh tiêu giới tập tục, bình thường hôn lễ nên là có càng rườm rà lễ tiết, nhưng ở lúc này lại đều bị tỉnh lược rơi mất. Chỉ nghe ti lễ trưởng lão tuyên bố sau cùng phân trần, thuộc về Giang Thiếu Lăng cùng Tô Tử Khanh hai người đại hôn chính lễ liền tuyên cáo kết thúc. Phụng thiên chi tắc, nhận địa chi hợp, thuận phụ mẫu chi ý. Tân lang tân nương, nay thiên hành hôn nhân đại lễ, kết làm phu thê, kết hợp một nhà, chấp tử chi thủ, cùng tử giai lão, thiên trường địa cửu, duy ngươi tốt duyên, đinh. Chúc mừng túc chủ, nhiệm vụ đặc thù, đại hôn, nhiệm vụ đã hoàn thành. Tại ti lễ thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, Giang Thiếu Lăng trước mặt liền nổi lên quen thuộc hệ thống khung. Nhiệm vụ của hắn hoàn thành, ngay tại kết toán ban thưởng, nhiệm vụ ban thưởng cấp cho như sau. Tu vi 10,000 điểm màu đỏ từ đầu vị nhân một mở ra, ngự thú, bảng mở ra, binh khí, bảng mở ra, độ thân mật, bảng mở ra, đạo lữ, song tu. Bảng nhiệm vụ đặc thù ban thưởng đã kết toán xong xuôi hiện tại, ngươi cần làm những gì? Không có phản kháng hoặc là vận dụng thứ gì thủ đoạn để tông môn thông ra, sự kiện lần này lạnh rơi. Kỳ chủ muốn nguyên nhân một trong chính là hệ thống bỗng nhiên ban bố cái này nhiệm vụ đặc thù. Nhớ kỹ lần trước nhiệm vụ đặc thù vẫn là tại hơn 10 năm trước, hắn 9 tuổi năm đó mùa đông, một cái rơi xuống tuyết lớn ban đêm. Ngay lúc đó ban thưởng đưa cho hắn chính thức tu hành năng lực, giải tỏa khá nhiều hệ thống công năng nhào bột mì tấm. Tông môn mô phỏng, bảng, võ đạo tu hành, bảng, linh lực tu hành, bảng, điểm kinh nghiệm chuyển hóa, bảng chờ đã dùng tốt lại thuận tiện công năng đều là tại cái này nhiệm vụ đặc thù thời điểm giải tỏa. kia là một cái liên hoàn nhiệm vụ đặc thù. Nhớ không lầm, ngay lúc đó nhiệm vụ danh tự nên gọi là Ngày đi một thiện cùng đưa Phật đưa đến Tây. Tỳ lễ thanh âm để Giang Thiếu Lăng hồi ức im bặt mà dừng, kết thúc buổi lễ, mời tông chủ đọc lời chào mừng. Sau khi lấy lại tinh thần, Giang Thiếu Lăng ngẩng đầu, nhìn về phía trước đang từ trên chỗ ngồi đứng dậy đi đến trước Hỗn Nguyên Tông Tông Chủ, Vương Hậu Đức. Hỗn Nguyên Tông Tông Chủ Vương Hậu Đức lúc này người mặc có thêu lấy kỳ lân văn màu nâu trường bào, bên hông treo một viên màu xanh biếc ngọc bội cùng bội kiếm. Tu bổ chỉnh tề ria mép cùng kéo lên tới làm búi tóc càng làm cho hắn nhiều hơn một phần phong thái nho nhã. Đứng tại trên đài cao, đánh giá phía dưới đệ tử cũng đưa tay ra hiệu mọi người an tâm chớ vội hắn. Phảng phất liền dùng lời nói của hắn cùng dung nhan tại thuyết minh lấy cái gì gọi là đức cao vọng trọng. Đợi cho dưới đài tất cả tiếng ồn ào âm toàn bộ tiêu tán về sau, hắn mới hắng giọng một cái, đối đám người mở miệng nói, hôm nay là ta Tông Lăng Vân Phong Phong chủ trước Giang Thái Nguyên con trai độc nhất Giang Thiếu Lăng ngày đại hôn, càng là ta Tông cùng Huyền Nguyệt Tông vui kết liền cành ngày. Hắn ngữ tốc chậm chạp, ngắn ngủi một câu, ở giữa khoảng cách cùng dừng lại chính là có 4-5 lần. Trước Phi Hạc Cung cung chủ Tô Tu Minh cùng ta Tông Lăng Vân Phong Phong chủ trước Giang Thái Nguyên quan hệ cá nhân rất tốt. Lần này thông ra, ta hy vọng nó có thể xúc tiến hai chúng ta Tông ở giữa tình cảm tiến bộ. Hy vọng, hai chúng ta Tông tuổi trẻ đệ tử, tại tương lai có thể hiệp đồng đồng tiến, cùng nhau trưng cầu đại đạo, không phụ Tông môn dạy bảo cùng kỳ vọng cao. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, dưới trận tiếng vỗ tay một mảnh. Đệ tử trong mắt không một không thần thái sáng láng, nhìn về phía trên đài cao nhãn thần cũng nhiều một vòng nóng bỏng. Bởi vì tân lang tân nương song phương phụ mẫu đều đã vẫn lạc, hôm nay ta cùng Huyền Nguyệt Tông Tông chủ thay mặt hai vị phụ mẫu, thay các ngươi đôi này người mới đưa lên chúc phúc. Câu nói này một khi nói ra miệng, dưới đài người ánh mắt liền đi theo Tông chủ Vương Hậu Đức nhìn về phía ngồi trên ghế Giang Thiếu Lăng cùng Tô Tử Khanh. Có hâm mộ cái này một đôi người mới tại kết hôn thời điểm có thể thu được Tông chủ chúc phúc, đây là vinh diệu bực nào. Cũng có ghen tị, ghen ghét cái này một đôi thực lực không có, mau bệnh còn nhiều một đôi phế vật lại có thể đạt được như thế hậu đãi. Nhưng, dưới đài ánh mắt cùng trong lòng bọn họ suy nghĩ cũng sẽ không ảnh hưởng Tông chủ Vương Hậu Đức tiếp xuống phát biểu. Hắn quơ ống tay áo, một bộ hòa ái như hai người trưởng bối trong nhà bộ dáng đối Giang Thiếu Lăng cùng Tô Tử Khanh tiếp tục nói, hai người các ngươi vận mệnh long đong. Nhưng tu hành đường cũng không phải thuận buồm xuôi gió, mỗi người đều có tự mình duyên phận cùng cơ duyên. Thực lực cũng không đại biểu toàn bộ, có thể tranh đại đạo người dựa vào là cũng chưa chắc đều là thực lực. Dứt lời, hắn liền đưa tay từ một bên trưởng lão trong tay bưng đàn mộc sắc khay bên trong cầm lấy một phần quyển trục mở ra sau đối đám người tuyên bố, từ nay trở đi. Bổ nhiệm Giang Thiếu Lăng là ngoại môn vinh dự trưởng lão, đặc khiển đến song cực giới Thông Nguyên Tông nhậm chức, là hạ giới bồi dưỡng nhân tài lấy đó hai tông hữu hảo, tạ Tông chủ. Giang Thiếu Lăng đứng dậy, đi đến tiến đến từ Tông chủ Vương Hậu Đức trong tay tiếp nhận quyển trục cùng tượng trưng cho ngoại môn vinh dự trưởng lão ngọc bội, sau đó liền lui trở về. Dù sao cũng là hôn lễ, mặc dù có đệ tử luận đạo khâu, nhưng nên có yến hội cũng là không thiếu được. Tại một đám trưởng lão an bài cùng bố trí, tiệc cưới rất nhanh liền bắt đầu. Bất quá là ngắn ngủi mấy phút thời gian bên trong, Giang Thiếu Lăng bên người liền vây đến đây rất nhiều người. Bọn hắn không ở ngoài đều là Giang Thiếu Lăng đồng môn sư huynh. Ngoại môn trưởng lão mặc dù cũng gọi trưởng lão, nhưng thật luận thân phận lớn nhỏ, kia là kém xa nội môn đệ tử. Huống chi, Giang Thiếu Lăng tự thân tu vi bất quá là trúc cơ kỳ, tại dùng thực lực nói chuyện trong tu tiên giới, bối phận tự nhiên là kém một bậc. Lúc này một vị người mặc hoa phục màu trắng, lại gần liền có thể để cho người ta nghe được một cỗ nồng đậm mùi đàn hương đệ tử, bưng chén rượu lên, đối Giang Thiếu Lăng mời rượu đồng thời, nói. Giang sư đệ, đi xong cực giới, nhưng tuyệt đối không nên bôi nhọ nhóm chúng ta Hỗn Nguyên Tông ngoại môn vinh dự trưởng lão thanh danh a. Trong lời này, hắn đem ngoại môn vinh dự trưởng lão, mấy chữ này cắn rất nặng. Là ám chỉ thứ gì, lại hoặc là tại âm dương thứ gì, kia tự nhiên là không cần nói cũng biết. Không đợi Giang Thiếu Lăng đáp lại, bên cạnh liền có người nói tiếp, Vương Sư Huynh, lời này của ngươi nói. Nhóm chúng ta Giang Sư Đệ tại Hỗn Nguyên Tông tiếp nhận nhiều năm như vậy ưu tú chỉ đạo, càng là có phong chủ trước ưu tú như vậy bậc cha chú, làm sao lại làm ra bôi nhọ tông môn thanh danh sự tình. Lần này nhậm chức bị điều động đến hạ giới, nên là Giang Sư Đệ lần thứ nhất đi ra ngoài xa được chưa? Vậy nhưng phải chú ý an toàn a. Sư huynh nói cho ngươi, đi ra ngoài tại ngoại an toàn trọng yếu nhất. Tiếng nói của hắn vừa dứt, tụ ở một bên người liền mồm năm miệng mười tiếp tục tiếp lời nói, đúng vậy a, đi xong cực giới cũng muốn chú ý an toàn. Ngươi cái này tông chủ tự mình phái xuống nhiệm vụ, nhóm chúng ta hâm mộ cũng không kịp đây. Tại một đám lấy lòng bên trong, một thanh âm bỗng nhiên một bộ bừng tỉnh đại ngộ giọng điệu đối mọi người nói, xong cực giới. Giang Sư Đệ khẳng định sẽ rất quen thuộc a. Hắn phụ thân không phải liền là từ nơi đó tới. Đám người vội vàng hướng phía lên tiếng người kia nhìn lại, khi nhìn rõ khuôn mặt của hắn về sau, ánh mắt bên trong nhiều một vòng hiểu rõ cùng vững tin. Lên tiếng tên người gọi Văn Thừa Doãn, ra ra hắn là trong tông môn vụ trưởng lão một trong. Nội vụ trưởng lão cho dù lý, thống kê, ghi chép tông môn danh sách các loại vụn vặt chuyện chức vụ. Cho nên, lúc này Văn Thừa Doãn lời nói ra là có căn cứ, có thể tin. Ta còn tưởng rằng bọn hắn là cái nào đó danh môn chi hậu đây. Lại là từ tiểu tam giới bên trong ra. Nghĩ như vậy, thật sự chính là dốc lòng a. Nói chuyện cảm khái vẫn như cũ là tên kia áo trắng hoa phục đệ tử. Hắn tên là Vương Hồng Nghĩa, phụ thân là tông chủ Đường Đệ. Chờ chút a, ta bỗng nhiên có một ý tưởng không biết có nên nói hay không, Tạ Sư Đệ ngươi nói, vậy dạng này Giang Sư Đệ kỳ thật cũng không tính là viễn phó nhậm chức a. Hắn cái này không phải liền là trở lại quê hương sao? Vị này họ Tạ đệ tử, để người bên ngoài một thời gian ngây ngẩn cả người, sau đó trên mặt của mọi người lại là một trận sốc nổi bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Khoan hãy nói, thật sự là dạng này a. Kia nhóm chúng ta nên là chúc mừng Giang Sư Đệ mới là a. Đám người một câu trò chuyện, cùng hắn nói là tìm Giang Thiếu Lăng nói chuyện phiếm, chẳng bằng là để Giang Thiếu Lăng nghe bọn hắn nói chuyện đồng thời vỗ tay mới đúng. Trở lại quê hương kia tự nhiên kia là sự tình tốt, bất quá Giang Sư Đệ xuất hành bên ngoài, nếu là thật sự gặp gỡ vấn đề, Sư Đệ ngươi bày tỏ một chút, Sư Huynh tất nhiên là sẽ không làm sự tình mặc kệ. Hắn lập tức liền được cả đám ứng hòa, đúng vậy a, tất cả mọi người là sư huynh đệ, về tình về lý khẳng định sẽ chiếu ứng ngươi, lúc này chủ đề ngược lại là có chút ý tứ. Giang Thiếu Lăng ngồi tại trước bàn, không có vội vã nói chuyện cũng không có vội vã đánh gãy bọn hắn. Bình tĩnh mà xem xét, loại tràng diện này quả thực khó gặp. Hắn bưng lên chén ngọn nhấp mấy ngụm, liền chuẩn bị tiếp tục xem bọn hắn biểu diễn. Chỉ là... Đám người này tại phát hiện vô luận bọn hắn nói cái gì, Giang Thiếu Lăng đều là một bộ mây trôi nước chảy bộ dáng về sau, bọn hắn rời đi chủ đề đối tượng. Hở, làm sao đệ muội nãy giờ không nói gì đây? Chẳng lẽ các sư huynh cấp bậc lễ nghĩa không chu toàn? Vương Hồng Nghĩa bỗng nhiên một mặt mê hoặc lại lo lắng bộ dáng hỏi. Vương Sư Huynh ngươi lại bắt đầu, đừng suy nghĩ nhiều, đệ muội đoán chừng chính là thân thể khó chịu thôi, thân thể khó chịu, cũng không có nghĩa là người câm a ha ha ha. Lúc trước đối Giang Thiếu Lăng biểu thị, hữu cầu tất ứng, đệ tử cười nhạo nói. Triệu Sư Huynh ngươi cái này nói là cái gì nói? Giang Sư Đệ, Tô Sư Muội, ngươi cũng đừng quá để vào trong lòng, Triệu Sư Huynh nói chuyện chính là tương đối thẳng, hắn cũng không có gì ý đồ xấu. Ha ha ha, thật có lỗi, quên đệ muội ngươi cũng đã ngày giờ không nhiều, sư huynh lời nói này đúng là bất quá đầu óc. Bất quá, ta cảm giác, kỳ thật cái này cũng rất tốt a. Cho tới nay chủ đề cắt vào góc độ đều rất thanh kỳ, Văn Thừa Doãn lại lên tiếng. Cớ gì nói ra lời ấy, đám người không khỏi đối với hắn ném lấy nghi ngờ biểu lộ. Cái này, làm sao lại rất tốt rồi. Đối mặt một đám người nghi hoặc, chỉ gặp kia Văn Thừa Doãn êm tai nói, Giang Sư Đệ không phải chỉ có trúc cơ tu vi. Kia đệ muội mặc dù đại nạn sắp tới, nhưng dầu gì cũng có cái kết tinh tu vi, dùng chút dược tài tiếp tục chống đỡ cái 80-100 năm. Vợ chồng bọn họ hai người nói không chừng còn có thể hợp táng đây. Cái này, Chẳng lẽ một chuyện tốt và URL bằng Windows Location Href Windows Puppy giới tác bằng Windows Puppy giới tác Windows Puppy giới tác Push Zone 7254 X BGSSP 7254 U URL ha 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 ha, rượu quá thay rượu quá thay. Vẫn là Văn sư huynh cân nhắc tuần nói a. Nghe được đám người này càng phát ra không hề cố kỵ vui cười cùng trào phúng, Giang Thiếu Lăng sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Quay đầu nhìn về phía ngồi ở một bên Tô Tử Khanh, quả nhiên phát hiện, lúc này trên mặt nàng biểu lộ, phu nhân, ngươi lại là Ma Tông Tông Chủ. Đề Mạc Đại Tướng Quân Xuân Giang Thủy Triều liền biển bình. Nghe trọn bộ tại metruyenaudio.com. Tại ly khai hội trường về sau, tân nương Tô Tử Khanh bị một bên thị nữ đỡ lấy, chậm rãi đi tại thông hướng giữa sườn núi chỗ Giang Thiếu Lăng viện lạc trên đường nhỏ hành tẩu trên đường. Tô Tử Khanh sắc mặt tái nhợt, bờ môi nhếch tựa hồ là đang nhẫn nại thứ gì. Mà một bên đỡ lấy thị nữ của nàng nơm nớp lo sợ, thần sắc sợ hãi, bất an nhìn chung quanh. Trở lại trong phòng nhỏ, thị nữ cẩn thận nghiêm túc đỡ lấy Tô Tử Khanh ngồi xuống, sau đó pha chén nước trà bỏ vào tay nàng bên cạnh. Gặp thị nữ lui sang một bên thật lâu cũng không mở miệng nói chuyện, Tô Tử Khanh mới tròng mắt nhìn tay cái khác nước trà, đưa tay nắm chén trà. Đưa đến bên miệng nhấp một miếng sau đối người thị nữ này hỏi, những người kia, nhớ kỹ a. Một bên thị nữ sửng sốt một cái, sau đó vội vàng quỳ trên mặt đất một mực cung kính đáp lại nói, nhớ. Nhớ kỹ, rất tốt. Tô Tử Khanh hơi nhíu mày, thỏa mãn nhẹ gật đầu, đối tên này thị nữ phân phó nói, vậy liền đều xử lý đi, a. Quỳ trên mặt đất một mực cúi đầu thị nữ một thời gian không có minh bạch Tô Tử Khanh ý tứ, nàng rất là mê mang ngẩng đầu. Ta nói, xử lý. Ta không hy vọng ngày mai còn có thể trông thấy bọn hắn. Gặp thị nữ một mặt không hiểu, Tô Tử Khanh đặt chén trà xuống, đưa tay vuốt vuốt tự mình móng tay đồng thời, rất là tùy ý giải thích nói. Cái này, chỉ là nơi này là Hỗn Nguyên Tông, những người kia thân phận còn không thấp, động thủ, thị nữ mở to hai mắt nhìn, lời nói không có mạch lạc muốn đối Tô Tử Khanh giải thích thứ gì. Chỉ là, nàng còn chưa nói xong, liền bị đánh gãy. Tô Tử Khanh mày nhăn lại, ngữ khí không vui, thế nào, ý của ngươi là ta phân phó có vấn đề. Vẫn là nói, ngươi muốn cho ta cho ngươi thêm lặp lại một lần, không? Không dám, nghe được Tô Tử Khanh một tiếng này chất vấn, tên này thị nữ vội vàng cúi người, cúi đầu, bởi vì động tác cuống quýt vội vàng, đầu của nàng cùng mặt đất chạm nhau lúc thậm chí còn phát ra, phanh. Một tiếng vang trầm, không dám, nô tỳ nghe minh bạch, cái kia còn có cái gì nghi vấn sao? Lúc này, Tô Tử Khanh thanh âm để cho người ta nghe không hiểu nàng hỉ nộ, chỉ là chau mày dáng vẻ tựa hồ là đang tỏ rõ lấy nàng cũng không tốt đẹp cảm xúc. Không có, bị kinh sợ bị hù thị nữ vội vàng phủ định nói. Vậy ngươi đi xuống đi, được rồi. Nô tỳ cái này lui ra. Nghe được Tô Tử Khanh mệnh lệnh về sau, tên này thị nữ vội vàng từ dưới đất bò dậy, như chút được gánh nặng đồng dạng như một làn khói chạy ra ngoài. Gian phòng một thời gian khôi phục yên tĩnh. Ít khi, Tô Tử Khanh phía sau không gian có chút vặn vẹo, điểm hắc vụ tràn ra về sau, một tên lão ẩu xuất hiện ở Mạc Liêm phía sau. Nàng đi đến trước có chút cúi người, cung kính đối Tô Tử Khanh nói, tông chủ, bớt giận. Nghe được phía sau truyền đến tiếng vang, Tô Tử Khanh vuốt vuốt kim xà vòng tay có chút dừng lại, lập tức nàng đối tên này lão ẩu hỏi ngược lại, ngươi gọi ta cái gì, phu nhân? Phu nhân bớt giận, lão ẩu vội vàng sửa lời nói. Gặp lão ẩu xưng hô biến hóa, Tô Tử Khanh rất hài lòng nhẹ gật đầu. Lại là một trận trầm mặc. Vương bà hai trong mắt tràn đầy bất an, muốn nói lại thôi mấy lần về sau, nàng rốt cục cố lấy dũng khí đối Tô Tử Khanh mở miệng nói ra, Phục Linh chỉ là không có kinh nghiệm. Nhưng thực lực trình độ cùng năng lực cũng còn tính là không tệ, phu nhân chớ có động khí mới là, được. Đã vương bà nói như vậy, vậy ta liền lặng chờ hồi âm, tạ phu nhân. Nhìn thấy Tô Tử Khanh sắc mặt có chỗ hòa hoãn, vương bà rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Cái này linh tiêu giới ai không biết vô tướng tông tông chủ hỉ nộ vô thường, coi như bản thân nàng đối với cái này không có chút nào tự giác, nhưng hắn bất thường. táo bạo cá tính lại sớm đã hung danh truyền xa. Gặp Tô Tử Khanh lúc này tâm tình còn tính là không tệ, Vương bà cả gan tiếp tục hỏi, phu nhân, có một chuyện, lão nô không biết có nên nói hay không? Giảng, đối với Vương bà đặt câu hỏi, Tô Tử Khanh chỉ là đạm mạc trở về một chữ. Không biết ngài vì sao muốn đáp ứng vụ hôn nhân này? Nếu như chỉ là thông gia, bằng vào ngài bản sự cùng chúng ta vô tướng tông thế lực, tại không bại lộ thân phận ngài tình huống dưới để chuyện này lạnh rơi, nên không thành vấn đề mới đúng. Cái này mấy ngày sau lại muốn đi hướng song cực giới, còn muốn cùng những này mua danh chuộc tiếng người lá mặt lá trái. Lão nô có chút không hiểu. Phu nhân, ngươi lại là Ma Tông Tông Chủ. Đề Mạc Đại Tướng quân làm không tệ, về sau đừng làm. Nghe trọn bộ tại metruyenaudio.com. Hôm sau, sáng sớm, giờ mão 2 khắc, Giang Thiếu Lăng mở mắt từ trên giường xoay người bắt đầu. Nếu như nói cái này ngủ một giấc tỉnh có cái gì cảm tưởng, vậy chỉ có thể nói là thần thanh khí sảng, hết sức thư sướng. Trên giường chỉ có một mình hắn, ngoại phóng thần thức hơi cảm giác một cái, hắn liền biết được Tô Tử Khanh ở một bên trong phòng nhỏ trong phòng bếp đang bận bịu làm điểm tâm. Hắn tại trong phòng bếp băng không ít ăn ngon, đại khái nhìn lướt qua trong phòng bếp khói mù lượn lờ dáng vẻ, chắc hẳn tự mình đợi chút nữa hẳn là sẽ thu hoạch dừng lại rất là mỹ vị ái tâm bữa sáng đi. Thu hồi tâm tư, Giang Thiếu Lăng dò xét lên hệ thống. Nhớ không lầm, ngày hôm qua có đoạn thời gian nó đinh 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 vang lên không ngừng, cũng không biết rõ là xảy ra chuyện gì. Ngày hôm qua lĩnh ban thưởng, hắn còn không có cẩn thận tra xét, hiện tại thuận tiện cũng đều mở. Để hắn nhìn xem lần này hệ thống đều cho hắn thứ gì thượng cổ thời đại bảo bối. Ngươi chủ động hành vi để tân nương vì đó nhảy cẫng, nàng hy vọng các ngươi có thể có càng chiều sâu hơn giao lưu cùng tiếp xúc phát động nhiệm vụ chi nhánh. Chiều sâu giao lưu tiếp xúc nhiệm vụ yêu cầu. Cùng tân nương tiến hành toàn phương vị giao lưu tiếp xúc cũng lẫn nhau hiểu rõ nhiệm vụ ban thưởng. Giải tỏa, phân thân, hệ thống nhiệm vụ chi nhánh, chiều sâu giao lưu tiếp xúc, đã hoàn thành mở ra, phân thân, hệ thống, kỹ thuật của ngươi không tệ, lấy được tân nương hân hoan. Nàng lại nhiều cái đối ngươi nhớ mãi, không quên lý do phát động nhiệm vụ chi nhánh, ái tâm bữa sáng nhiệm vụ yêu cầu. Nhấm nháp tân nương chuyên môn vì ngươi chế tác ái tâm bữa sáng nhiệm vụ ban thưởng. Màu xanh lá thiên phú vị nhân 1. Cái hệ thống này tương đối quái, nó phát động nhiệm vụ phương thức là, ngươi cần làm những gì? Làm mình làm những chuyện gì về sau, hệ thống mới có thể tuyên bố hệ thống nhiệm vụ. Có thời điểm hoàn thành nhiệm vụ chính là thuận nước đẩy thuyền, mà có thời điểm chính là thuần túy thêm phiền. Hệ thống hoàn toàn chưa từng có ép buộc hắn hoàn thành nhiệm vụ gì, cho tới nay đều là hắn ngăn cản không nổi kia cách xù dụ hoặc lựa chọn đi kiếm tàu thiên phong. Chỉ có thể nói cái hệ thống này là thật là biết rõ nhân loại bản tính, dụng tâm hiểm ác. Phu nhân, ngươi lại là Ma Tông Tông Chủ. Đề Mạc Đại Tướng quân 3 ngày sau. Không, sau 3 canh giờ. Nghe trọn bộ tại metruyenaudio.com. Ăn xong điểm tâm về sau, Giang Thiếu Lăng liền trực tiếp mang theo quyển trục đi hướng tông chủ ngày bình thường sở đãi chủ phong nghị sự điện. Cửa ra vào trấn giữ đệ tử đều có trưởng lão sớm cáo chi, gặp Giang Thiếu Lăng đến nghị sự điện cửa ra vào cầu kiến tông chủ cũng không có quá nhiều đề ra nghi vấn đem hắn trực tiếp bỏ vào. Đại điện trống trải bên trong trống không một người, nếu như không phải Giang Thiếu Lăng có thể rõ ràng cảm giác được khóa chặt ở trên người hắn thần thức. Hắn sợ không phải muốn cảm thấy Hỗn Nguyên Tông người đều chết hết nữa nha. Đát, đát, đát. Trống trải trong đại sảnh quanh quẩn chính là Giang Thiếu Lăng tiếng bước chân, so với ngoài cửa ánh nắng tươi sáng, trong hành lang nhiệt độ thì râm mát rất nhiều. Ít ánh sáng, bóng ma nhiều, tăng thêm một vòng tịch liêu cảm giác đồng thời lại nhiều một chút trang nghiêm. Chính sảnh chủ ngồi lên, một tên trung niên nam tử ngay tại lật xem trong tay quyển trục, nghe thấy Giang Thiếu Lăng đi đường lúc không có chút nào che giấu tiếng bước chân. Cũng không có ngẩng đầu lên. Bên cạnh hắn đứng đấy chính là tông chủ nhi tử, trước mắt chủ phong đích truyền đại đệ tử, Vương Thiên Vận. Gặp qua tông chủ, gặp qua Vương sư huynh. Giang Thiếu Lăng đứng vững về sau, hai tay thở dài đối trước mặt tông chủ cùng Vương Thiên Vận ân cần thăm hỏi nói. Giang sư đệ đa lễ. Vương Thiên Vận đồng dạng thở dài đối Giang Thiếu Lăng đáp lễ nói. Gặp tông chủ không chỉ có không có ngẩng đầu, thậm chí ngay cả lời đều không có quay về, Giang Thiếu Lang lông mày có chút bốc lên, chưa làm qua nhiều biểu lộ, tiếp tục giải quyết việc chung, máy móc nói. Hôm nay đệ tử đến, là có hai chuyện, Giang sư đệ thỉnh giảng. Cũng không biết có phải hay không ý thức được lúc này trong đại điện xấu hổ, Vương Thiên Vận hơi có vẻ mịt mờ nghiêng đầu nhìn thoáng qua vẫn tại cau mày lật xem hồ sơ tông chủ. Hắn, đối với hiện tại điện này bên trong khí phân ít nhiều có chút không hiểu. Phụ thân đây là thế nào? Tại Vương Thiên Vận nghi hoặc thời điểm, Giang Thiếu Lăng lại mở miệng tiếp tục nói, nhận được Hỗn Nguyên Tông chiếu cố, mới có ta Giang Thiếu Lăng hôm nay. Hôm qua một trận hôn lễ phong quang vô hạn, bây giờ nhận được tông chủ nâng đỡ lại sắp phó xong cực giới nhậm chức. Ta biết rõ tự mình tu vi quá mức bé nhỏ, thẹn cho tông môn dạy bảo cùng vun trồng, tông chủ cho ta ân huệ ta thật sự là không thể báo đáp, mấy ngày gần đây trái lo phải nghĩ. Ta nghĩ chỉ có đem ta tại giới này kinh doanh nhiều năm cửa hàng tặng cho tông môn, tận điểm chút sức mọn, mong rằng tông chủ chớ có ghét bỏ. Ngoài ra, ta muốn đem gia phụ để lại tài vụ cũng cùng nhau tặng cho tông môn. Ta tu hành thiên phú không tốt, phụ thân lưu lại vật ta phần lớn đều dùng không lên. Cùng hắn một mực bị đặt ở trong kho hàng, chẳng bằng hiến cho tông môn để càng cần hơn sư huynh của hắn, sư thúc trưởng lão nhóm sử dụng, tăng tiến tu vi lớn mạnh ta Hỗn Nguyên Tông. Đây đều là ta trước khi đi một phen tâm ý, mong rằng tông chủ chớ có cự tuyệt. Giang Thiếu Lăng phen này trần thuật tình cảm dạt dào, riêng là nhìn xem hắn tất cung tất kính lại lòng mang áy náy cùng cảm kích bộ dáng. Không hiểu rõ hắn người sợ không phải thật sự cho rằng đây là một cái yêu tông môn thắng yêu nhà điển hình đệ tử. Đứng tại tông chủ bên cạnh Vương Thiên Vận nghe Giang Thiếu Lăng mấy câu nói như vậy giật mình. Ít khi, hắn phủi tay, xong trong mắt bắn ra kính nể thần sắc, vội vàng đi đến trước đem vẫn như cũ cung kính xoay người thở dài Giang Thiếu Lăng đỡ dậy, vỗ bờ vai của hắn rất là vui mừng nói tốt. Giang sư đệ lần này giác ngộ là thật là để sư huynh kính nể. Không nghĩ tới Giang sư đệ ngươi mặc dù thiên phú không tốt nhưng lại có một cái so với ai khác đều muốn nóng bỏng yêu tông môn tâm. Quả nhiên phía ngoài truyền ngôn không thể tin. Trước kia tin vào lời đồn đối ngươi rất có thành kiến, là sư huynh ta nhỏ hẹp. Ta Hỗn Nguyên Tông có ngươi dạng này đệ tử, lo gì không thể hưng thịnh. Nói, Vương Thiên Vận đưa tay hướng phía bên hông túi trữ vật tìm tòi đi, sau đó đem một chiếc nhẫn đưa cho Giang Thiếu Lăng, Giang sư đệ, đi xong cực giới cũng không cần đổi phế tu luyện. Ông trời đền bù cho người cần cù, ta tin tưởng người giống như ngươi, nhất định sẽ không dừng bước ở đây. Sư huynh bên này không có cái gì có thể trợ giúp ngươi, thật sự là hổ thẹn, ta chờ một cái liền muốn dẫn đầu các sư đệ tiến bí cảnh, chỉ có điểm này lễ tiễn biệt, mong rằng sư đệ chớ trách. Nếu như nói chuyến này duy nhất để Giang Thiếu Lăng cảm thấy khiếp sợ, đó chính là Vương Thiên Vận biểu hiện. Rất khó tưởng tượng, hắn sẽ là vị này tông chủ trưởng tử. Giang Thiếu Lăng giật giật khóe miệng, một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng từ chối nói, sư huynh nghiêm trọng, cái này lễ tiễn biệt ta. Không đợi Giang Thiếu Lăng cự tuyệt, liền gặp Vương Thiên Vận bày ra một bộ giận dữ bộ dáng, sư đệ chẳng lẽ nhìn không lên ta những này đồ vật, không dám. Vậy còn không nhanh nhận lấy. Người lập tức muốn đi trước xong cực giới, bằng thân đồ vật tự nhiên là càng nhiều càng tốt, bên kia không so sánh với giới, hoang vắng tài nguyên thiếu thốn. Người chớ có vào lúc này cùng sư huynh khách khí, kia. Ta liền cung kính không bằng tuân mệnh, tạ sư huynh. Gặp Giang Thiếu Lăng rốt cục đem đồ vật nhận lấy, Vương Thiên Vận mới rốt cục lộ.